biển tôi kim gió anh em. Thì cái xe chèo kéo của em á anh em. À, lúc trước là cái thùng xe này là anh của bóp miền Đông anh tặng cho em. Thì đây. Cái thùng xe là của bóp miền Đông tặng cho em cho nên là lúc trước anh xài cái xe qua lâm đó anh em, xe qua lâm thì xài sắt này là sắt khung dưới là sắt hộp. Mà sắt hộp á thì nó cái độ cứng của nó, cái độ mà chịu lực cứng của nó không có bằng cái sắt V. Đây, sắt V đây. Em chạy một thời gian. Đây, em gác lên em chạy một thời gian thì nó bị cong hộp nè. Sắt hộp nó bị cong nè. Đó, thì bây giờ em mới sử dụng V, em cặp vô anh em. V nè, em cặp vô xong rồi em mới gác cái